phê phiết gì hết ở đây. Dạ. Ra đây. Ủa, ra. Trời ơi, phiền quá, phiền quá. Ủa? Thiệt bực bội ghê vậy đó. Ủa, rồi gì sao? Vậy chứ? Sao chừng nào con dọn qua bên nhà dì Chính ở đây? À, vụ dọn qua bên Chính hả? Ừ. À, dạ, dạ, thì để con suy nghĩ rồi con dọn qua, mà có chuyện gì không Chính? Ủa, con mình ở nhà thuê mà, chứ đâu phải nhà mua đâu, phải suy nghĩ coi nhà này được không, nhà kia được đó. Thấy được á, đã nói rồi, ok, là con tính thuê phòng thì dọn qua đi. Trời ơi, một tuần lễ để con suy nghĩ nên cứ dọn hay không. Rồi bây giờ lại biểu suy nghĩ tiếp là sao? Con có biết là Chính là Chính ưu tiên cho con ghê lắm không? Hôm bữa giờ biết bao nhiêu khách tới hỏi Chính, không, 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 chuyện cái duyên. Rồi tới bữa nay con vẫn còn suy nghĩ đến chừng nào. À, dạ, nhưng mà thì con hơi ngại, tự nhiên con để Chính chờ lâu vậy mà từ chối biết bao nhiêu người, con cũng ngại chứ. Nhưng mà thôi được rồi, con quyết định. Sao? Thôi bây giờ vậy đi. Dạ. Bây giờ con quyết định sao á, rồi bắt công biểu suy nghĩ cực lắm nha. Bây giờ vậy nè, ở thì bây giờ là cho tiền cọc đi. Đó, con đưa tiền cọc cho Chính đi, đưa từ bây giờ. Rồi khi nào mà con quyết định con ở đó thì Chính sẽ tính từ cái ngày con bắt đầu con dọn vô, chứ không tính từ cái ngày đưa tiền cọc ngày hôm nay. Như vậy là Chính hết lòng với con rồi. Dạ. Phải dành cọc có niềm tin chứ con. Dạ, trời, con với Chính thì niềm tin quá trời, mà giờ phải cọc mới được hả Chính? Trời đất ơi, chứ người nào vô nhà Chính ở phải 3 tháng cọc tiền nhà, rồi 1 tháng tiền đưa trước mà. Đối với con thì con cứ đưa chừng 2 tháng tiền cọc đi, để Chính làm niềm tin, Chính không cho ai thề hết. Ai à, dạ, tiền cọc thì đối với con không là vấn đề. Thì đó, Chính biết mà. Nhưng mà tự nhiên giờ nếu mà cọc vậy thì chắc thôi con không thề nữa đâu Chính. Thầy gì vậy? Mày giỡn hả? Dạ không, con đang nói nghiêm túc á. Giỡn không có vui nha, mà nghiêm túc cũng vui nha. Vậy tự nhiên sao đến nhà người ta, rồi nó một hai thuê phòng đã đời. Rồi tôi dạ. Chừa cho mấy người, ai vô hỏi tôi cũng dám cho thuê. Rồi cuối cùng bây giờ nói cái câu gì đó hả? À, dạ dạ không không, Chính bình tĩnh. Không mấy giờ à. Thôi bây giờ con quyết định luôn. Quyết định gì? Dạ, Chính cho con suy nghĩ thêm tuần nữa nha Chính. Không cho suy nghĩ thêm tuần nữa. Không thuê thì thôi, để cho người khác thuê. Bực bội à. À không Chính, không mấy con suy nghĩ 6 ngày cũng được Chính. Mở đi. 5 ngày. Đi. 4 ngày. Mà Chính, vụ gì mà mặt ba hầm 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 vậy? Hầm hầm gì? Sớm giờ chưa bán được ly cà phê nào, qua cái xối xả vô mặt là mệt muốn chết. Xối xả? Mà Chính làm gì búp bê của anh vậy? Ôi, nhưng mà bây giờ đứng cửa giữa thì khó nói quá luôn á. Bây giờ hả, mình á, mình đồng ý thì cũng không được, mà bây giờ mình từ chối á thì cũng không xong. Mà cái chuyện gì? Ai làm búp bê của anh khó xử? Cái chuyện gì? Ai? Ai nữa? Ai trong mái đất này? Không anh chứ ai? Ủa? Nè nè nè, anh làm gì em? Làm gì? Cái chuyện mà hồi đợt ông nói với tôi đó, làm tôi về tôi suy nghĩ, đáng lẽ là hả, đáng lẽ là tôi đồng ý rồi đó. Ủa, chuyện gì ta? Thì bữa hả, đang chuẩn bị qua đồng ý rồi, đột nhiên nhớ cái chuyện của ông quay ngược trở lại. Chuyện bây gì? Vô cái giữa đàn mà không nói được. Nhưng mà cái chuyện gì bây giờ nó quá. Kiếm gì vậy? Chuyện bữa anh nói với em là phòng trọ nhà bà Chính hôi lắm đó. Thì đúng như vậy mà. Nhà bà Chính là nhà thui quá. Trời, em không có biết được đâu. Qua nhà bả một cái hả, nó thui trời. Em bước vô nhà người ta, em ở cỡ khoảng nửa ngày thôi, bảo đảm á, cái mũi em nó bị sưng lên, nó bị viêm xoang mũi luôn á. Người ta nói hàm hương ha, là bum bum bay. Còn em vô nhà bà Chính ở một hồi là em cũng là hàm hương á, nhưng mà rồi nó bu quanh em luôn. Thôi thiệt, cái chuyện này là Mân nói nhỏ nhỏ tí xíu, nói xấu người ta mà nó lớn quá. Lớn gì, cái chuyện nó có như vậy thì mình nói như vậy chứ mình đâu có đặt điều đâu mà sợ. Thì cứ cho là cái chuyện anh nói đúng đi, nhưng mà cái hôm bữa, cái ngày á hả, mà trước khi mà em gặp anh á, là em có qua nhà Chính thì em thấy đi vô coi phòng thấy cũng đâu có mùi gì đâu. Trời ơi, dễ gì mà cho em nghe mùi. Bà nghe tin em qua coi phòng là bà dọn liền, bà xịt nước hoa, nước thơm, nước đồ cho em thơm tho thấy không? Chứ em mà qua em đến cái phòng thúi chắc gì em đã thuê, đúng không? Nhưng mà không lẽ phòng bên chị Chính tệ dữ vậy hả ta? Ai biết, thì anh thấy gì sao anh nói em vậy? Nói vậy, nhà vậy ai mà mướn?
O này á cho thuê phòng trọ, chữ trọ mà đánh chữ O thì giống như là không, gọi là không á, coi như là không có ai vô á. Bây giờ thay cái chữ O bây giờ mình cái tim đi, cho thuê phòng trọ đó vậy đi. Hy vọng là kỳ này có khách. Từ hôm bữa tới giờ treo cái bảng khách đâu thấy, thấy mất bảng thiệt á. Chắc chắn là để có chứ, năm nay là năm gì sao mà xuống quá vậy nữa. Gì thơ người ta. Xuất phát từ con. Làm gì vậy? Làm gì mà bữa nay mà làm gì mà thơm nực nồng vậy? Thơm cả một cái phòng khách vậy? Chính thấy thơm không? Thơm. Tôi sức lên. Dầu thơm. Dầu thơm chắc con mua đồ mà dầu thơm lít đó hả? Ấm luôn hay sao? Sức gì mà nó nồng nặc chứ vậy? Để con sức cho con thu hút ong bướm hoa. Chính nói cho con biết hay chưa? Chính rước con lên đây á, là chính thay mặt ba má con để chính dạy con, để cho con tiện đường học hành, để con sau này có cái tương lai sự nghiệp, chứ không phải lên đây để dẻo cay. Dẻo cay, dẻo cay. Nghe con á, mà hư á rồi làm ảnh hưởng tới con Nhung. Là con tin không? Chính á, gửi con về đơn vị sản xuất á. Chính nói gì kỳ vậy? Chứ tỏ gì nữa. Trời đất ơi, bữa nay con ăn nói cái từ thiệt tình chưa từng thấy. Sức dầu thơm để cho ông bướm nó mê. Con ơi con, còn nhỏ quá mà nói cái ba cái kiểu đó là không hay chút xíu nào đó. Chính, con đâu có nói gì đâu mà chính chửi con muối mặt luôn. Con nói là con sức dầu thơm cho ông hoa nó bu nó thơm, chứ con đâu có nói là con sức dầu thơm để con đi cua trai đâu. Chính có biết hàm hương không? Hàm hương múa một cái là ông bướm nó bu quanh. Con chỉ muốn sức dầu thơm cho giống hàm hương. Hàm hương nó múa một cái ông bướm bu quanh, còn con múa 80 cái không có con rùi nó bu con. Ôi con ơi, hàm hương tướng ta có bay lớn rồi nè, nghe ta múa tới nhảy tung tăng tao bay được, còn con cái tướng con vậy nè nha. Nội mà con bước chân cái là con tưởng là khủng long á, cái đầu là múa bài đặt xài chữ xài không đúng nghĩa gì hết trơn. Mai á, cũng mai chính là chính của con á, chính lớn á. Cái hồng á. Hồng sao mày quánh tao hả? Nè, lúc mày ăn nói đâu vậy? Ăn nói đâu cái kiểu mà như không có học hành gì vậy hả? Có gửi trả gì lên sản xuất tập 2 rồi nha. Nóng. Vậy cái chuyện gì nói nghe coi, sao sức dầu thơm vậy? Thì chuyện là tại vì chính có biết là tại cái nhà trọ của chính đó. Ủa vô gì hả? Tự nhiên cái nhà trọ của tôi làm ảnh hưởng gì mà tới mấy người sức dầu thơm? Ủa chứ chính không nghe thiên hạ nó đồn như mấy nay hả? Thiên hạ đồn mấy bữa nay hả? Đồn nhiều. Ủa sao tôi không biết ta? Ở sớm này là tôi nhiều chuyện nhất mà tôi không biết. Mà sao lại thiên hạ đồn tôi không biết ta? Mà họ đồn cái gì? Họ đồn nhiều lắm mà chính chưa nghe luôn. Đồn gì vậy, nhà trọ chính hả? Đúng rồi. Hay là có cái quân nào tới mở cửa nhà trọ rồi tính phá giá chính hả? Chính nghĩ sao, chính giàu nhất khu này rồi, có mình chính xây nhà trọ lên cho người ta thuê thôi chứ có ai giàu hơn chính đâu. Vậy họ đồn vụ gì? Nói ghê, nhưng mà nói chung là người ta đồn là cái khu nhà trọ của chính chỉnh chu nè. À. Chỉnh chu thiệt nhưng mà hơi hôi. Cho nên là hình như là ruồi bu kiến đậu nhiều. Hơn 30 năm nay rồi nha. Cư ngụ ở đây hơn 30 năm nay rồi. Khách vô khách ra chưa có khách nào phàn nàn cái vụ vệ sinh nha. Tới bây giờ chính nó phải chính nổ nha. Ở trong nhà này chính không biết con ruồi nó ra làm sao nữa. Không có con ruồi thì làm mà kiếm ở đâu mà bu. Mà chắc là tại vì mày ở dơ quá cho nên mày xạo. Thích cậu thơm gì đi, kiếm phải bu mày cái gì. Cái nhà chính nhà ruồi mũi nè, là kiếm nè, là dơ nè, bẩn thỉu là không có nè chưa. Tao nói cái quân nào ghét tao mới nói vậy đó. Tại chính cứ vậy, lúc nào chính cũng đằng đằng sát khí hết. Chính dữ quá, người còn sợ, nó nói với con ruồi mũi bay qua gãy cánh. Ờ đúng rồi, chính phải dữ chứ. Trời đất ơi, nhà đàn bà con gái chính không dữ là tụi cướp đi vô đi giết người cướp của sao. Tôi giữ với người còn ruồi mũi tôi không có giữ gì hết á. Mà không có ruồi mũi nào trong này hết á, hiểu chưa? Bây giờ hỏi gom lại nè, cái quân nào mà ác nhân ác đức mà đồn hàng cái bữa giờ cái phòng trọ tôi nó ế là cái quân nào, con nói đi đứa nào. Thì anh Hùng chứ ai. Thằng Hùng thiếu thước tất đó hả? Đúng. Được rồi, để chính. Trời ơi,
Trời ơi, Chính ơi, Chính vô Chính làm người ta hết hồn, có biết là tụi con đang vệ sinh quán không? Bây giờ bụi nó bay tán lạng hết trơn rồi, bây giờ phải quét lại nè. Cái vụ gì? Chính xin lỗi Chính đã nóng quá, mất hồn. Trời ơi trời, con kia, có bà bị ăn kìa. Mới nói rồi đó, con quỷ đó, mày giống như ác quỷ đặt là mới hút máu. Chị người. Trời ơi. Bôi, bôi, bớt cái dưới đi. Cái vụ gì, vậy Chính? Giận quá chứ không phải là giận tụi con. Mà bà Chính nóng quá, thành ra Chính hơi lớn tiếng, hiểu không? Chính xin lỗi, Chính biết lỗi rồi. Bì Ban, tha lỗi không? Thôi bây giờ Chính cũng già cả lớn tuổi rồi, thôi mình tha thôi. Tao tá nè. Già cả lớn tuổi. Chính mùi. Chính mùi gì Chính? Chính mùi. À, chính mùi. Rồi, cho dạ. Chính vừa làm đi, bây giờ chính mùi sắp rụng rồi. Tao tá nè. Cái gì? Rụng rồi chết á. Rồi, biết rồi, bây giờ nè, bây giờ mình làm lại một lần nữa nha. Đầm thắm, dịu dàng, nết na thùy mị nha. Có cái gì từ từ giải quyết, lớn tuổi rồi mà nha. Làm lại. Again. Vô. Con kêu cái là vô nha. Ok. Hít thở sâu con cái nè. Con kêu chưa vô nha. Ok. Bây giờ nè. Bây giờ mình lợi dụng cái thời cơ này luôn đi. Nha. Chính giả bộ mình chính làm mình hết hồn. Chính làm mình hết hồn. Chính làm mình hết hồn. Bây giờ bà có muốn quýnh Chính không? Thôi. Lợi dụng thời cơ này quýnh. Quýnh rồi bà già rồi bà chết luôn á. Đúng rồi. Có con tình người. Đúng rồi. Bây giờ kêu vô nha. Ok. Rồi. Này quét mấy cái nha. À ba cái. 1 2 3. Vô. Tới nay mình gặp nhau đi. Gì vậy cha? Không những tối nay, tối mai, tối mốt, tối ngày kia, tháng kia, năm kia, cả đời luôn mình gặp nhau được không?